Lan khử mùi Etiacil là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng hơn hết vì bảng thành phần vô cùng lành tính và đem lại hiệu quả cao, giá cả rất hợp lý, đã được người tiêu dùng phản hồi rất tích cực. Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hãng Etiacil đã cho ra mắt 3 loại lan khử mùi Etiacil với các công dụng khác nhau. Nhưng đặc biệt nhất là loại lan khử mùi Etiacil màu đỏ và lan khử mùi Etiacil màu xanh. Liệu sử dụng loại nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho vùng nách của bạn? Hãy cùng shop mình làm rõ điều này hơn ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Lan khử mùi Etiacil được mệnh danh là sản phẩm ngăn tiết mồ hôi số 1 tại Pháp. Lan khử mùi Etiacil được tìm kiếm nhiều nhất về các sản phẩm khử mùi, được khuyên dùng rộng rãi bởi các bác sĩ da liễu để điều trị việc da nhiều mồ hôi. Và chính vì thế Etiacil hoàn toàn thuyết phục người sử dụng bởi hiệu quả và cơ chế thông minh. Dòng sản phẩm Etiacil gồm có 3 loại dành cho các loại da khác nhau. Tùy cơ địa mỗi người mà chúng ta có thể chọn một sản phẩm thích hợp cho mình. Đối với Etiacil đặc trị màu đỏ là sản phẩm dành riêng cho da thông thường, chưa trải qua quá trình xâm lấn. Da không dễ kích ứng với các thành phần lạ thì đây là sản phẩm rất phù hợp. Với cơ chế khử mùi thông minh, sản phẩm hứa hẹn mang đến khả năng khử mùi vượt trội. Còn với lan khử mùi Etiacil, màu xanh được xem là chân ái cho những ai có làn da hay nổi mẩn đỏ, ngứa rát khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da. Ngoài ra Etiacil, màu xanh là sản phẩm dành riêng cho làn da nhạy cảm và mỏng mang. Nên da nhạy cảm không cần lo lắng khi lựa chọn sản phẩm Etiacil nhé. Loại cuối cùng là với những cô nàng có làn da quá mỏng, quá nhạy cảm với các thành phần lạ thì bạn cũng đừng băn khoăn. Etiacil có riêng sản phẩm khử mùi dành cho da siêu nhạy cảm này. Đó chính là lan khử mùi Etiacil đặc trị màu nâu. Lan khử mùi Etiacil hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán lan khử mùi Etiacil hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.